Hi, welcome back to my channel, Start Sakirago. Trong video này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm 20 túi tiền và con ma thì hiện tại đang ở dưới tầng hầm. Mình sẽ đi tìm xung quanh đây. Okay, let's go. Hey.
Выручи меня, братан. Скоро буду. Slenderia, the forest, okay. Let's go. Chiếc xe ô tô và mình sẽ ra thử chiếc xe ô tô này xem có gì không. Đây là núi này, chiếc xe đó chắc nằm ở đây. Các bạn sẽ nhìn bản đồ và đi theo hướng của bản đồ, đi tìm những chỗ khoanh vùng, chắc chắn là đó sẽ có những món đồ mà các bạn cần. Trong này không có gì và tiếp tục mình sẽ đi xung quanh quả núi này. Có gì luôn, đi thẳng. Tiếp tục, các bạn sẽ đi đến điểm khoanh tròn tiếp theo. Đó, cứ thế và các bạn sẽ đi tìm kiếm những món đồ. Ở đây thì có một cái để các bạn mở khóa. Crowbar.
Khi các bạn có đủ 7 chiếc chìa khóa thì lúc đó các bạn sẽ mở được một cái quan tài trong cái game này, trong một ngôi nhà khá là to. Trong trên đó thì trên tầng 2 sẽ có quan tài, và các bạn sẽ mở khóa và lúc đó các bạn sẽ bẻ khóa từ game này và hoàn thành được cái này. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Demolish My Lost 2 Pro Game. Cần một mã số để các bạn mở khóa. Tiếp tục các bạn sẽ đi sâu vào trong. Chìa khóa đây rồi. Ở đây sẽ có gì không? Cánh cửa này không mở được. Kinh dị nha, khá là kinh dị. Bạn nào yêu thích thể loại kinh dị thì có thể chơi những tựa game Demolish này. Các bạn chỉ cần nghe tiếng thôi, các bạn đã thấy rất là dùng người rồi. Tôi chưa nói gì đến những mức độ kinh dị như thế này. Đang bị một làn khói rất là phủ kín ở đường đó nên các bạn không thể nào đi qua được. Và tiếp tục các bạn sẽ đi đến cánh cửa tiếp theo và tìm được món đồ để cuối cùng thì sẽ bẻ khóa từ cái này. Một tựa game khá là sợ hãi luôn. Kêu cùng nguồn điện. Rồi, đi đến cánh cửa tiếp theo. Wow. Oh my gosh. Okay. Demolish My Lost 1. Kinh dị không kém gì phần 2 các bạn nhé.
Game over. Dưới đó có một con quái vật. Ok. Diabolus Malopa. Sau đó các bạn sẽ bẻ khóa tiếp từ cái này để tiến tới giai đoạn tiếp theo. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Middle Hope. Play How. Hold a few. Okay, let's go.
Happy. Có một anh chàng đang ở gần mình đâu. Chúng ta sẽ cố gắng. Ô, anh ta lại không cứu mình. Happy. Anh chàng này dễ bị phát hiện. Để xem anh ta làm gì. Anh này dễ bị bắt rồi. Ok, xem chạy đi đâu. Chạy khá là nhanh. Không thấy vết máu đâu. What? Chẳng lẽ nó không đến cứu mình? Chỉ còn một lần nữa thôi là các bạn sẽ có thể trốn thoát khỏi đây và các bạn có thể sử dụng được cái này. Bây giờ mình sẽ phải đợi ba anh chàng bắt rồi. Oh my god, mình đang gần đây. Để xem anh ta có phát hiện được mình không. Ồ, sao vẫn nhìn thấy mình nhỉ? Oh my god. Wow. Rồi ok, và mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Slender Rising. Trong game Slender Rising là các bạn sẽ đi xung quanh tất cả map bản đồ này và đi tìm kiếm những bức hình được gắn trong map bản đồ. Ở đây thì có tổng cả là 8 bức hình. Và khi các bạn tìm kiếm càng nhiều những bức hình, lúc đó thì ông ta xuất hiện càng nhiều và càng nhanh. Có vẻ bức hình đang ở trong ngôi nhà này rồi. Mình sẽ tìm đường vào. Khi chúng ta phát hiện, các bạn đã quay đi và đi thật nhanh, tránh ông ta sẽ xuất hiện lần tiếp theo. Và khi càng xuất hiện lần tiếp theo thì các bạn sẽ càng có tỷ lệ bị bắt càng nhiều. Đây là một trong những tựa game gì đây? Mình sẽ thử vào. Nhưng mà nó không báo, không hiện. Đây rồi. Cũng là một tựa game của đây như kiểu Nhật Bản. So let's go. Thank you.
First day. Lấy món đồ à? What? À, lấy ở trên. Không kịp luôn. Bà ta rất nhanh nhẹn.